EU cảnh báo Ukraine có thể thua trận trong vòng 15 ngày. Joseph Borrell, lãnh đạo phụ trách đối ngoại của EU, cho biết nếu không có sự trợ giúp từ phương Tây, Ukraine có nguy cơ thất bại trước Nga chỉ trong 15 ngày. Elon Musk tuyên bố ủng hộ hết mình cho Donald Trump. Tỷ phú Elon Musk đã tăng cường thể hiện sự ủng hộ cho cựu Tổng thống Trump và khẳng định sẽ tất tay cho ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nga tăng gấp đôi số lượng tàu chiến tại Biển Đen. Trong khi đó, thủ lĩnh tối cao của Hamas đã tái xuất sau những tin đồn về việc ông đã qua đời. Dưới đây là những thông tin nổi bật trong bản tin nhanh quốc tế của chúng tôi. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. EU cảnh báo nguy cơ Ukraine thất bại trong 15 ngày. Lãnh đạo phụ trách đối ngoại của EU, Joseph Borrell, nhấn mạnh rằng nếu không có sự hỗ trợ từ phương Tây, Ukraine có thể thất bại trước Nga chỉ trong 15 ngày. Nếu chúng ta ngừng hỗ trợ Ukraine, cuộc xung đột sẽ kết thúc trong 15 ngày. Và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đạt được mục tiêu của mình. Chúng ta có chấp nhận để điều đó xảy ra với người dân Ukraine và an ninh của châu Âu hay không? Ông Borrell nói trong một cuộc phỏng vấn đăng ngày 7 tháng 10 trên trang 20 Minutos của Tây Ban Nha khi được hỏi về giải pháp kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine. Elon Musk tuyên bố sẽ ủng hộ hết mình cho Donald Trump. Tỷ phú Elon Musk đã gia tăng sự thể hiện ủng hộ đối với cựu Tổng thống Trump, tuyên bố rằng ông sẽ tất tay cho ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong cuộc trò chuyện kéo dài gần 2 giờ, Musk khẳng định hoàn toàn đứng về phía Trump. Khi người dẫn chương trình nói, nếu Trump thua, ông sẽ khó mà giả vờ chưa từng ủng hộ ông ấy. Musk đáp, tôi tất tay vào ông ấy và nhấn mạnh rằng không có lý do gì để phủ nhận sự ủng hộ này. Musk công khai ủng hộ Trump sau khi cựu tổng thống may mắn thoát khỏi một vụ ám sát hụt ở Pennsylvania vào tháng 7. Ngày 5 tháng 10, Musk xuất hiện cùng Trump trong một cuộc vận động tranh cử tại Butler, Pennsylvania, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đua sát sao tại các bang chiến trường như Pennsylvania và kêu gọi người dân đăng ký bỏ phiếu. Ông Trump phải thắng để bảo vệ nền dân chủ của Mỹ, Musk phát biểu trước đám đông. Musk ngày càng được coi là gương mặt đại diện cho chiến dịch tranh cử của Donald Trump. Tỷ phú giàu nhất thế giới được cho là có kế hoạch đến thăm các bang chiến trường trong những tuần tới để thuyết phục cử tri ủng hộ Trump. Nga tăng gấp đôi số lượng tàu chiến tại Biển Đen. Theo báo cáo của Hải quân Ukraine, ngoài 4 tàu chiến tại Biển Đen, không ghi nhận sự hiện diện của tàu chiến Nga tại vùng biển Azov. Trong khi đó, tại Địa Trung Hải, có 3 tàu chiến Nga với tổng số 20 tên lửa. Hải quân Ukraine cho biết số lượng tàu chiến Nga đã tăng gấp đôi so với ngày 6 tháng 10, cho thấy khả năng mối đe dọa từ các cuộc tấn công tên lửa của Nga trong khu vực đang gia tăng. Cùng ngày 7 tháng 10, Ukraine thông báo Nga đã thực hiện các cuộc tấn công tên lửa siêu thanh Kinzhal vào thủ đô Kiev và căn cứ không quân Starokostiantynov ở Khmelnytsky. Serhiy Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Kiev, cho biết lực lượng Ukraine đã bắn hạ toàn bộ tên lửa Nga. Thủ lĩnh tối cao Hamas tái xuất sau tin đồn đã thiệt mạng. Lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar đã nối lại liên lạc với các nhà hòa giải Qatar về thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin với Israel sau vài tuần bị đồn thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel. Theo thông tin từ trang Channel 12, Yahya Sinwar đã ngừng liên lạc với các nhà hòa giải Qatar vì cho rằng Israel không có ý định đạt được thỏa thuận. Điều này dẫn đến tin đồn rằng ông đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Gaza. Sinwar được coi là bộ não đứng sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10, 2023 của Hamas vào Israel. Tại thời điểm đó, các cơ quan an ninh và tình báo Israel đã tiến hành điều tra để xác định tình trạng của Sinwar, nhưng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ông đã thiệt mạng.